Cha mẹ không phải người đầy tớ của tôi. Mẹ giận rồi. Tục ngữ có câu, người lớn giao việc thì trẻ em làm việc. Thế nhưng bây giờ thì ngược lại. Đa số các gia đình hiện nay đều là trẻ con giao việc, người lớn làm theo. Cha mẹ đã quen làm tất cả mọi việc cho con cái, nghe theo và cho đi một cách mù quáng. Còn con cái thì dường như cũng quen với việc sai bảo cha mẹ và coi đó là chuyện bình thường, lẽ đương nhiên, giống như sai bảo người giúp việc vậy. Mẹ ơi, đồng phục của con bẩn rồi, mẹ giặt cho con. Ngày mai con chào cờ con phải mặc. Bố ơi, bố rửa cho con quả táo. Mẹ ơi, mẹ lau nhà kiểu gì thế? Ướt thế này, suýt nữa làm con ngã đấy. Mẹ mau lau khô đi. Mỗi ngày Chí đều sai bố mẹ làm việc như vậy, làm bố mẹ cuống cuồng làm theo. Tuy nhiên, mỗi khi bố mẹ bảo cậu làm việc gì thì cậu lại không làm. Chí ơi, con giúp mẹ xuống cổng chung cư lấy đồ nhé. Con không đi đâu, mẹ tự đi đi. Con phải học bài nữa. Thực ra là do lười làm việc vặt. Giờ ăn tối nay, Chí vừa ăn vừa xem tivi. Lúc bố mẹ đã ăn xong hết thì cậu vẫn chưa ăn xong. Cuối cùng khi cháu đã nguội thì cậu lại gọi mẹ. Mẹ ơi, cháu nguội rồi, mẹ đun nóng lại cho con. Mẹ tức giận nói. Mẹ giục con ăn nhanh lên bao nhiêu lần mà con chứ không nghe. Cháu nguội rồi thì con tự đun nóng lại đi. Tại sao chứ? Chẳng phải là mẹ là người chăm nom cuộc sống của con sao? Từ lúc con sinh ra, mẹ đã nghỉ việc ở nhà, chẳng phải để chăm sóc cho con sao? Mẹ cậu nghe vậy, suýt nữa tức phát khóc. Vì lúc đó con còn nhỏ, không có ai trông nom nên mẹ mới bất đắc dĩ phải nghỉ việc ở nhà chăm sóc con. Đó là vì mẹ yêu con nhưng mẹ không phải là bảo mẫu của con để con sai việc này việc kia. Thấy mẹ nổi giận, Chí mới tự đi đun cháo. Việc Chí sai bảo bố mẹ làm việc vặt đã trở thành chuyện bình thường. Cậu hiểu ra rằng bố mẹ chính là người phục vụ cậu. Chúng ta cần phải biết rằng những thứ cha mẹ làm cho chúng ta đều xuất phát từ tình yêu thương. Chúng ta không được sai khiến cha mẹ giống như sai khiến người giúp việc. Ngược lại, chúng ta cần làm những việc mà chúng ta có thể làm cho cha mẹ với tấm lòng biết ơn về sự chăm sóc của cha mẹ đã dành cho chúng ta và để thể hiện lòng hiếu thảo của con cái. Bài học trưởng thành, chúng ta lớn rồi phải học cách tự lập, không được dựa dẫm mãi vào cha mẹ.